Ok, chào anh em trở lại kênh Sơn Loa Audio. Lâu lắm rồi không đăng lại video nhưng mà vẫn chia sẻ cho anh em về băng đĩa giá rẻ, phôi phono chất lượng tốt, bìa nhãn đầy đủ, toàn nhạc tuyển chất lượng cao từ đĩa gốc. Đây hôm nay cho anh em xem, anh em cứ làm một đơn cứ tầm chục đĩa là em free ship cho anh em luôn, giá rẻ, bao rẻ so với thị trường, hàng chất lượng cao, phôi phono và đặc biệt toàn nhạc vàng tuyển chọn từ phôi đĩa gốc. Đây, Giọt Lệ Đại Tràng, Tuấn Vũ, Già Vũ Tình Đầu, nói chung là toàn nhạc tuyển thôi anh em ạ. Căn Nhà Ngoại Ô, Đan Nguyên, Thành Phố Mưa Bay, Tuấn Vũ, Tiếng Hát Để Đời, Lệ Quyên, Khúc Tình Xưa, Tuấn Vũ, Những Tình Khúc Yêu, Chế Linh Đặc Biệt, nhiều lắm, Hoàng Oanh, Tuyến Đò Vĩ Tuyến, Xa Vắng của Thiên Kim, Làng Tôi Duy Khánh, Giang Tử Tuyệt Phẩm, Hạ Trắng Trịnh Công Sơn, Trường Vũ Lá Vàng Khóc Lá Xanh, Phương Thảo Chờ Người Tình Lỡ Audio Spec đĩa mới ra, Đôi Mắt Người Xưa, Làng Văn Chế Linh, Mạnh Đình Chuyện Giàn Thiên Lý, Trường Vũ Nó Và Tôi, Khúc Tình Xưa, Lệ Quyên, Chế Linh, Đường Xưa Ướt Mưa, Thanh Tuyền 1, Thanh Tuyền 2, Tiếng Hát Thanh Tuyền, nhiều lắm anh em. Nói chung là anh em có nhu cầu đĩa thì liên hệ em Sơn nha. Giá rẻ, ngon bổ rẻ, bao ship toàn quốc, cứ làm 10 đĩa một mà nghe chơi Tết. Cảm ơn anh em.